Trong Đấu La Đại Lục, hành trình của Thiên Nhật Tuyết trở thành thần có lẽ là điều mà chúng ta phải tò mò nhất. Không hiểu vì sao mà nàng có thể thành thần được nữa. Liệu rằng nàng đã phải trải qua những gian nan gì để có thể trở thành tiên sứ thần được nhỉ? Vậy thì ở video này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem chính khảo hạch giúp Thiên Nhật Tuyết trở thành thần là gì và nàng đã vượt qua nó như thế nào các bạn nhé! Đầu tiên, có lẽ chúng ta phải nhắc về Thiên Sứ Thần. Vị thần này có cách thức tuyển chọn người truyền thừa khá giống với Hải Thần. Điều này cũng bởi vì vị thần này đều để thần niệm của mình ở tại nhân gian, sau đó cho người thủ hộ tại đây. Khi tìm được người có thể kế thừa thần vị, vị thần này sẽ cho người tận lực bồi dưỡng tới khi người kế vị hoàn thành quá trình truyền thừa. Tuy vậy, cũng có một điểm khác, để kế thừa thần vị, Hải Thần lựa chọn người hữu duyên, còn Thiên Sứ Thần, vị thần này lại chỉ tuyển chọn người có vũ hồn lục dực thiên sứ mà thôi. Và Thiên Nhật Tuyết rất may mắn, nhờ kế thừa huyết mạch thiên sứ của cha, cùng với đó là thiên phú từ mẹ, nàng sinh ra đã là thiên tài trăm năm khó gặp của bộ tộc Thiên Sứ Thần. Cũng bởi thế, sau khi tiếp nhận tuyển chọn, Thiên Nhật Tuyết đã được Thiên Sứ Thần ban cho chính khảo hạch. Sau khi hoàn thành thiên sứ chính khảo, Thiên Nhật Tuyết chắc chắn sẽ trở thành thần. Và không phụ lòng mong mỏi của gia đình mình, Thiên Nhật Tuyết sau khi nhận được thiên sứ chính khảo, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nàng đã rất nhanh chóng hoàn thành xong năm khảo hạch đầu tiên. Tuy tác giả không có liệt kê ra những khảo hạch này, thế nhưng hiển nhiên nó cũng chẳng hề dễ dàng chút nào. Cũng giống như Sử Lai Khắc Thất Quái, mỗi khảo hạch mà nàng vượt qua đều ở trên làn danh sinh tử. Chỉ cần buông bỏ, nàng chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Và cũng nhờ có sự cố gắng và nỗ lực của mình, sau khi hoàn thành xong năm khảo hạch đầu tiên, thực lực của Thiên Nhật Tuyết lúc này đã là 89 cấp, độ hòa hợp thiên sứ lúc này cũng lên tới 40%. Tiếp đến, sang khảo hạch thứ 6, nàng phải chịu sự công kích của tuyệt thế đấu la 99 cấp Thiên Đạo Lưu trong thời gian một nén nhang. Tuy vậy, khác với Đường Tam cùng Sử Lai Khất Tất Quái, Thiên Nhật Tuyết có thời gian một năm để hoàn thành khảo hạch này. Và không bỏ lỡ cơ hội, sau nhiều lần giao thủ cùng Thiên Đạo Lưu, nàng cuối cùng cũng ngộ ra được chân lý. Tới cuối cùng, dưới một kích Vạn Dương Lăng Thiên, Thiên Nhật Tuyết đã đẩy lui được Thiên Đạo Lưu, qua đó thành công kiên trì, chịu đựng công kích trong vòng một nén nhang và vượt qua khảo hạch. Không chỉ vậy, lúc này nhờ chịu đựng áp lực trong suốt thời gian qua, Thiên Nhật Tuyết nhờ thế cũng đột phá 90 cấp. Sang tới khảo hạch thứ 7, nhiệm vụ của Thiên Nhật Tuyết chính là rút ra Thiên Sứ Thanh Kiếm. Có thể nói, đây là khảo hạch vô cùng khó khăn. Ở thời điểm Thiên Nhật Tuyết chạm vào Thiên Sứ Thanh Kiếm, nội tâm của nàng đã rung động dữ dội. Lúc này, ở trong ảo cảnh, nàng phải đối mặt với Thiên Sứ Hắc Ám mang luồng hơi thở vô cùng tà ác. Thế nhưng cuối cùng, trong khoảnh khắc tưởng chừng như nàng đã bị bóng tối ăn mòn, thì tâm trí nàng đã thanh tỉnh lại. Và nhờ hiểu được tín niệm của Thiên Sứ Thần, nàng đã đánh bay đi tâm ma và có được sự thừa nhận của Thiên Sứ Thanh Kiếm. Và sau khi hoàn thành khảo hạch này, nàng nhận được một cái hồn hoàn thần ban. Nhờ thế, hồn lực của nàng lúc này cũng gia tăng lên 92 cấp, trình thể hồn hoàn là 2 vàng, 2 tím, 5 đen. Không chỉ vậy, sau khi ở trong Thiên Sứ Thần Địa tu luyện chờ đệ bác khảo hàng lâm, trong thời gian đó, nàng cũng đã gia tăng hồn lực của mình lên tận 95 cấp. Và cuối cùng, đệ bác khảo của nàng cũng xuất hiện. Nội dung của đệ bác khảo chính là cầm trong tay Thiên Sứ Thanh Kiếm thẩm phán tội ác nhân loại. Lúc này, nàng phải thẩm phán 4 loại tội ác trên thế gian. Có thể nói, những loại tội ác này đều là những tội ác cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng vào trái tim thiện lương cùng sự kiên định của mình, Thiên Nhật Tuyết cuối cùng cũng đưa ra những quyết định chính xác nhất. Nhờ vậy, nàng cũng hoàn thành xong khảo hạch thứ 8. Và cuối cùng, bước vào khảo hạch thứ 9, nàng đã gặp phải một mất mát rất lớn, đó chính là sự hy sinh của Gia Gia. Và trước khi hiến tế bản thân mình, Thiên Đạo Lưu đã nhắc nhở Thiên Nhật Tuyết một việc, đó chính là phải loại bỏ đi tình cảm cá nhân của mình. Tuy vậy, sau đó, mặc dù đã vượt qua rất tốt hai cửa ải hận thù và bi thương, thế nhưng đến cửa ải cuối cùng, một bước thành thần, nàng lại không hoàn mỹ, vượt qua khi để dục vọng của bản thân chi phối. Nhìn hương ảnh Đường Tam, nam nhân mà nàng yêu mến, thân là một xử nữ, nàng đã không kiềm chế được mình và phát sinh quan hệ ở trong ảo cảnh. Bởi vậy mà sau đó, nàng đã không thể hoàn mỹ hoàn thành truyền thừa thần vị Thiên Sứ Thần. Mặc dù vẫn trở thành thần, thế nhưng thần lực mà nàng nhận được vẫn không phải là mạnh nhất. Và cuối cùng, nhờ có ban thưởng sau khi trở thành Thiên Sứ Thần, Thiên Nhật Tuyết đã gia tăng tu vi hồn hoàn 7-8-9 lên thành 10 vạn năm, cùng với đó là đạt được hồn hoàn thần cấp. Có thể nói, sau khi hoàn thành chính khảo hạch và trở thành thần, Thiên Nhật Tuyết đã trở nên vô cùng mạnh mẽ đúng không các bạn?